Chiều ngày 20 tháng 8, lễ xuất quân câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội tham dự mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2024-2025, đồng thời ra mắt câu lạc bộ bóng rổ và câu lạc bộ pickleball Công an Nhân dân do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam tổ chức đã được diễn ra tại Trung tâm Đào tạo bóng đá PVF, Bộ Công an. Đến dự buổi lễ có đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, cùng các đồng chí lãnh đạo, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Ở mùa giải 2024-2025, câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội tham dự hai giải đấu chuyên nghiệp, gồm giải đấu quốc gia và cúp quốc gia. Ngoài hai đấu trường trong nước, đội bóng còn tham dự giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2024-2025, giải đấu quốc tế đầu tiên mà câu lạc bộ góp mặt. Sau lễ xuất quân, Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ công bố ra mắt câu lạc bộ bóng rổ và câu lạc bộ pickleball Công an Nhân dân. Sự ra mắt của câu lạc bộ pickleball Công an Nhân dân và câu lạc bộ bóng rổ Công an Nhân dân theo hình thức xã hội hóa cũng sẽ là một hướng mới đem đến những thành tích hơn nữa trong thể thao Công an Nhân dân trong thời gian tới. Quán triệt chủ trương chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam sẽ phát huy thế mạnh để huy động các nguồn lực xã hội, phấn đấu đưa thể thao Công an Nhân dân trở thành một trong những đơn vị mũi nhọn có phong trào thể thao phát triển trong toàn lực lượng. Ngày 20 tháng 8 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc năm 2024. Nghị quyết 33 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia đã xác định quản lý bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, dựa vào dân, lấy dân làm gốc, mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống. Hội nghị tập huấn phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc năm 2024 nhằm đem đến cái nhìn tổng quát về chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước về các vấn đề biên giới lãnh thổ cũng như tình hình thực thi pháp luật ở các tỉnh biên giới để làm cơ sở phục vụ tốt hơn nữa cho công việc của những người tham gia tập huấn. Hội nghị được triển khai với các nội dung bao gồm tình hình biên giới và công tác thực thi pháp luật của Bộ đội Biên phòng trên biên giới, tình hình tranh chấp Biển Đông và quan điểm chủ trương của Đảng và Nhà nước về vấn đề Biển Đông. Đường vành đai phía Tây 2 của thành phố Đà Nẵng được nhiều người gọi bằng cái tên con đường cụt, bởi dù được xây dựng từ năm 2019, nhưng vì vướng mắc trong giải tỏa đền bù nên việc thi công đã bị gián đoạn trong nhiều năm. Vừa qua, Ban Quản lý Hạ tầng Cơ sở ưu tiên thành phố Đà Nẵng đã có kế hoạch về việc điều chỉnh dự án, tháo gỡ những vướng mắc còn lại để hoàn thiện con đường nghìn tỷ này. Đường vành đai phía Tây 2 của thành phố Đà Nẵng được thiết kế dài 14,3 km nhưng mới chỉ hoàn thành hơn 4 km từ đường tránh Nam Hải Vân đến đường số 8 khu công nghiệp Hòa Khánh. Đoạn đường còn lại sẽ được tái đầu tư theo các giai đoạn phù hợp với các đồ án quy hoạch của thành phố. Dự kiến từ nay tới năm 2027, đoạn từ đường số 8 khu công nghiệp Hòa Khánh đến đường Hoàng Văn Thái sẽ được đầu tư hoàn chỉnh đưa vào khai thác. Đoạn từ Hoàng Văn Thái tới Nam Kỳ Khởi Nghĩa sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào năm 2030. Sử dụng nguồn năng lượng xanh là xu hướng tất yếu, điều kiện quan trọng cho lộ trình chuyển dịch năng lượng là giảm phát thải sản xuất ở hầu hết các lĩnh vực. Mặc dù vậy, hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn phải chờ chính sách để triển khai. Điện mặt trời mái nhà được xác định là giải pháp chuyển dịch và tiết kiệm năng lượng hiệu quả phù hợp với xu thế. Tuy nhiên, các vấn đề về thủ tục lắp đặt, quy định đấu nối, sản lượng tối đa lắp đặt công suất điện vẫn là những rào cản lớn đối với doanh nghiệp có nhu cầu chuyển dịch năng lượng. Điện 8 được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt rồi, và tôi cho rằng là ngành điện và Bộ Công Thương sớm ban hành những cái hướng dẫn để làm sao đó thúc đẩy các doanh nghiệp của ngành điện may Việt Nam nói riêng và các ngành công nghiệp và người dân tiếp tục cho cái đầu tư vào cái điện năng áp máy điện mặt trời này. Chúng tôi rất mong muốn là nghị định sớm được ban hành, chính sách được thông thoáng, tạo cơ chế thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện, và phải là một cách đồng bộ, hiệu quả. Tránh trường hợp là chúng ta vận dụng không đúng, không đủ thì sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp. Cơ cấu nguồn điện đến năm 2030, cả nước phấn đấu có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.
Nguồn điện này không phát lên lưới, được ưu tiên phát triển không giới hạn công suất. Tuy nhiên, dự thảo nghị định quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nguồn điện này cho thấy quy trình thực hiện còn nhiều thủ tục phức tạp. Đây là điều mà cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư quan tâm, đề xuất nhiều giải pháp để tháo gỡ, giúp việc chuyển dịch và sử dụng nguồn năng lượng xanh đạt hiệu quả cao hơn. Thời điểm này, các trường phổ thông ở Hà Nội đều đang tất bật chuẩn bị vệ sinh trường lớp, bổ sung cơ sở vật chất, bồi dưỡng giáo viên, bổ sung kiến thức cho những học sinh chưa hoàn thành yêu cầu môn học của năm học trước để chuẩn bị tâm thế cho khai giảng chào đón năm học mới 2024-2025. Hội nghị tổng kết năm học cũ, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học mới là hoạt động thường niên của ngành giáo dục trước thềm năm học mới. Giáo dục thủ đô tiếp tục dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục, thể hiện thông qua những kết quả toàn diện ở các cấp học, các nội dung nhiệm vụ công tác trọng tâm được hoàn thành. Thế mà trong năm học 2024-2025, chúng tôi cũng đã xây dựng nhiều giải pháp để tiếp tục phát huy và đạt được những thành tích cao hơn nữa. Chúng tôi cũng đã tổ chức rà soát hệ thống văn bản chỉ đạo của các cấp về giáo dục để từ đó phổ biến quán triệt trong toàn thể đội ngũ, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học và hướng dẫn nhiệm vụ năm học đối với từng cấp học. Là một trong các địa phương có điều kiện thuận lợi để triển khai các mô hình giáo dục chất lượng cao, tuy nhiên giáo dục thủ đô cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn về tình trạng quá tải, sự xuống cấp của những ngôi trường hàng trăm năm tuổi, cũng như sự hạn chế về quỹ đất dành cho giáo dục. Trưng Vương là một ngôi trường đặc thù có một tuổi đời hơn 100 năm. Chính vì vậy cho nên năm nào cái việc chuẩn bị rà soát về cơ sở vật chất cũng rất là quan trọng, bởi vì là những cái dãy nhà cổ thì thường xuyên cần phải được tu sửa lại và chống xuống cấp. Hợp với cả Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm có cái sự đầu tư quan tâm để đầu tư cải tạo nâng cấp của nhà trường để đón chào năm học mới này có nhiều cái điều mới hơn. Ví dụ sẽ được xây dựng lại cái nhà vệ sinh cho các con học sinh, bổ sung nhiều cơ sở vật chất, ví dụ như cái bảng đa năng. Tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, nỗ lực sáng tạo, phát huy thế mạnh vốn có của giáo dục thủ đô chính là đội ngũ các giáo viên có trình độ, được đào tạo bài bản, tâm huyết. Một không khí náo nức chuẩn bị cho năm học mới, dẫu vẫn còn bộn bề lo toan, nhưng vẫn đầy quyết tâm và kỳ vọng. Nhân kỷ niệm 113 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngày 25 tháng 8 năm 1911, ngày 25 tháng 8 năm 2024, Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ phối hợp với Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình long trọng tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề Dấu ấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Điện Biên Phủ. Với 103 ảnh tư liệu chia thành 3 phần, quê hương, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phủ, tình cảm của nhân dân Điện Biên với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, triển lãm giới thiệu những đóng góp to lớn, vai trò chỉ đạo cùng những quyết định mang tính chiến lược của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong cuộc kháng chiến chống Pháp nói chung và chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng. Qua đó, tôn vinh những chiến công hiển hách của quân và dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét đưa di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Lân Sư Rồng Thành phố Hồ Chí Minh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghệ thuật Lân Sư Rồng là hình thức nghệ thuật trình diễn đặc trưng của người Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Múa Lân Sư Rồng mang ý nghĩa tâm linh và phản ánh đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng. Ba linh vật Lân, Sư, Rồng đều mang tính thần thoại, đại diện cho mong ước thịnh vượng, may mắn, xua đuổi điềm xấu, thường được biểu diễn trong các lễ hội, Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, ngày khai trương, đồng thổ. Múa Lân Sư Rồng không những là nghệ thuật trong dân gian, mà còn là sự tranh tài với nhau giữa các đội múa. Tùy theo không gian rộng hay hẹp, tùy theo ý nghĩa của dịp lễ hội, đội Lân Sư Rồng biểu diễn từng bài, từng cách múa cho phù hợp, có thể phối hợp múa lân với sư, múa lân với rồng hoặc phối hợp cả ba thể loại với nhau. Nhằm tưởng nhớ công lao của danh tướng thần vệ quốc Hoàng Bảy, người có công đánh giặc phương Bắc, bảo vệ bờ cõi đất nước vào cuối triều Lê 1740-1786. Vừa qua, tỉnh Lào Cai đã tổ chức lễ hội Đền Bảo Hà năm 2024.
Lễ hội Đền Bảo Hà ở tỉnh Lào Cai được tổ chức hàng năm vào ngày 17 tháng 7 âm lịch nhằm phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, khơi dậy lòng tự hào dân tộc của các thế hệ sau, đồng thời tri ân và tưởng nhớ đến Đức Quan Hoàng Bảy, vị tướng đã có công dẹp giặc phương Bắc, giữ non sông bờ cõi, mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Đây cũng là dịp để giới thiệu với du khách nét đẹp văn hóa các dân tộc địa phương, quảng bá về tiềm năng thế mạnh, thu hút đầu tư và du lịch văn hóa tâm linh của huyện Bảo Yên nói riêng và Lào Cai nói chung. Lễ hội Đền Bảo Hà đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2016. Năm 2024, lễ hội được tổ chức với chuỗi sự kiện hoạt động văn hóa thu hút sự quan tâm, tham gia của hàng nghìn người dân và du khách thập phương. Ngày 20 tháng 8 tại Hà Nội, Báo Nhân dân tổ chức khai trương trang thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo có tâm, có tầm của Đảng tại địa chỉ website http://nguyenphutrong.nhanzan.vn. Trang thông tin đặc biệt bao gồm hệ thống tác phẩm lý luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng những bài viết đặc sắc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, những đánh giá, phân tích của các học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Cũng trong sáng ngày 20 tháng 8, Báo Nhân dân khai trương triển lãm ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Triển lãm đón khách tham quan từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 năm 2024 tại địa chỉ 71 phố Hàng Chống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Qua phản ánh trên báo Tuổi Trẻ, nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu gạo tại đồng bằng sông Cửu Long gặp khó khăn khi ngành thuế yêu cầu phải lập bảng kê khai mua lúa trực tiếp từ nông dân mới được khấu trừ chi phí. Trong khi đó, hầu hết các doanh nghiệp thường mua lúa gạo qua trung gian là các thương lái. Điều đáng nói, nếu thương lái có lập bảng kê khai cũng không được cơ quan thuế chấp nhận. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo cho biết đang thấp thỏm, không biết kê khai sao cho đúng và làm sao kê khai nổi hàng triệu nông dân. Theo thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng, gần đây, giá đất trúng đấu giá ở một số huyện ngoại thành Hà Nội liên tục bị phá vỡ kỷ lục với những cuộc đấu giá kéo dài xuyên đêm và giá đất được chốt cao gấp hàng chục lần khởi điểm. Đất đấu giá càng cao, ngân sách nhà nước càng có thêm nguồn thu. Tuy nhiên, một số ý kiến chuyên gia cho rằng việc giá đất nhiều nơi ở Hà Nội tăng mạnh trong bối cảnh nền kinh tế chưa thực sự thoát khỏi khó khăn, thu nhập của người dân chưa ổn định là dấu hiệu bất thường. Có khả năng do các nhóm đầu cơ tạo thông tin nhiễu loạn, đẩy giá thị trường nhằm trục lợi. Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, Việt Nam là một trong các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Trong bối cảnh đó, theo bài viết trên báo Kinh tế và Đô thị, nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe người già đang ngày càng gia tăng cả về chất và lượng. Để bảo đảm đủ số lượng cơ sở và chất lượng chăm sóc cho người cao tuổi, một số ý kiến đề xuất nhà nước cần xây dựng các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, trong đó quan trọng nhất là nghiên cứu chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, phát triển nhà ở dưỡng lão trong một số năm đầu hoạt động để giảm chi phí và rủi ro tài chính khi đầu tư vào lĩnh vực này. Thời gian gần đây, tình trạng thuốc giả, thuốc kém chất lượng lưu hành trên thị trường trong nước có xu hướng gia tăng trở lại. Theo thông tin trên báo Đại Đoàn Kết, trong vòng hơn một tháng qua, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế liên tiếp đưa ra các cảnh báo liên quan đến vấn nạn này. Song có thể khẳng định, thuốc giả không thể xuất hiện trong bệnh viện. Do vậy, người dân hoàn toàn có thể yên tâm tới các cơ sở y tế thăm khám khi gặp vấn đề về sức khỏe. Bộ Y tế cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp để ngăn chặn tình trạng sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuốc giả, thuốc kém chất lượng. Theo thông tin trên báo Giáo dục và Thời đại, hàng chục trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung ngay sau khi công bố điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Hàng không Việt Nam tuyên bố tuyển bổ sung 500 chỉ tiêu. Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, 39 trên 39 ngành đào tạo đều xét tuyển bổ sung. Ở khối trường đại học tư thục, số trường cần tuyển bổ sung nhiều hơn. Đơn cử như Trường Đại học Văn Hiến cũng dự kiến sẽ xét tuyển bổ sung 39 ngành. Tại Long An, Trường Đại học Tân Tạo tuyển bổ sung khoảng 200 chỉ tiêu. Tại Khánh Hòa, Trường Đại học Thái Bình Dương có chỉ tiêu tuyển bổ sung là 650 chỉ tiêu cho 15 ngành. Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa, kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 sẽ chính thức bắt đầu, đánh dấu kỳ nghỉ dài cuối cùng của mùa du lịch nội địa 2024 trước thềm năm học mới. Theo thông tin trên báo Lao động, nhiều doanh nghiệp du lịch đã chốt sổ tour nước ngoài từ giữa tháng 8 do khách đặt sớm để hưởng ưu đãi về giá.
Theo thống kê, 10 điểm đến quốc tế được khách Việt ưu tiên tìm kiếm trực tuyến cho dịp nghỉ lễ này là Bangkok, Thái Lan, thành phố được tìm kiếm nhiều nhất. Theo sau là Tokyo, Nhật Bản, Seoul, Hàn Quốc, Kuala Lumpur, Malaysia, Singapore, Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, Sydney, Australia, Bali, Indonesia và Chiang Mai, Thái Lan.